Đó. Quậy ghế của bà nội nữa rồi. Ăn miệng dính chuối không là banana nè, ăn miệng dính banana không? If you try banana. Biết bà nội trộn gì không mà lại tới giờ mặc cái quần xì thấy ghét. Mặc áo của Gia Linh á. Ý. Em ơi, chuyện dài quá ta. Đứng trộn nhìn mà nội trộn cà phê kìa. Nội mày là mỗi lần mà trộn uống là trộn nguyên thau vậy đó. Làm lố. Múa cho mẹ coi đi. Dơ dơ. Ôi, lấy gì vậy? Lấy cho dầu đừng làm bể của mẹ nha. Đừng làm bể của mẹ nha. Nè. Nè. Đây, đây nè, đây nè, đây nè. Lấy đồ mót vậy đây. Mày quýnh nó rồi cùng mình. Leo lên thao nữa, leo lên bàn nữa.